sách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo sách official store. Chào các em, chào mừng các em quay trở lại, phần hướng dẫn giải một số câu hỏi trong bộ sách cánh diều, khoa học tự nhiên 9 và ở bài này, cô và các em sẽ cùng nhau giải đáp một số câu hỏi trong bài 2, cơ năng Câu hỏi đầu bài trang 14 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 Khi xảy ra sạt lở đất ở vùng đồi núi, các khối đất đá từ trên cao trượt xuống dưới có thể gây thiệt hại cho con người và tài sản Được mô tả như hình 2.1 Trước khi sạt lở thì khối đất đá ở trên cao có thế năng Trong quá trình trượt xuống, khối đá có động năng Thế năng và động năng của khối đá được tính như thế nào? Thế năng của khối đá được tính theo công thức VKT bằng P nhân H, trong đó P là trọng lượng của khối đất đá đơn vị là Newton. Ta đã được học công thức B bằng M nhân với G, với M là khối lượng của khối đất đá đơn vị là kg, G là gia tốc trọng trường đơn vị là mét trên dây bình. H là độ cao của khối đất đá so với cái vị trí được chọn làm mốc thế năng, đơn vị là mét. Động năng của khối đá được tính bằng công thức VKD bằng 1 phần 2 nhân m nhân v bình phương. Trong đó, m là khối lượng của khối đất đá, đơn vị là kg. V là tốc độ của khối đất đá, khi rơi đơn vị là mét trên giây. Câu hỏi giữa bài, câu hỏi 1 trang 14 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Lấy ví dụ về các vật có động năng trong đời sống thì chúng ta đã được học các vật có động năng khi các vật đó chuyển động. Từ đó ta lấy ví dụ như sau. Ví dụ về các vật có động năng trong đời sống là con chó đang chạy trên đường, em đạp xe tới trường học. Thì ta có thể tìm được nhiều ví dụ khác, các em có thể tự tìm nhé. Câu hỏi luyện tập 1 trang 14 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 Tính động năng của xe máy có khối lượng 100kg đang chuyển động với tốc độ 15m trên giây Ở bài này đã có khối lượng là 100kg và tốc độ là 15m trên giây Thì ta sẽ không cần đổi đơn vị trong quá trình nào Ta tính động năng của xe máy như sau Động năng của xe máy bằng VKD bằng 1 phần 2 nhân M nhân V bình phương Thay số bằng 11.250 Joule. Câu hỏi 2, trang 15, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì ta đã được biết, thế năng trọng trường có khi vật có so với một độ cao so với vị trí là mốc. Cụ thể, thế năng trọng trường phụ thuộc vào những yếu tố sau. Thì năng trọng trường phụ thuộc vào hai yếu tố là trọng lượng của vật và độ cao của vật so với một vị trí được chọn là mốc thế năng. Câu hỏi 3, trang 15, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Ở gần mặt đất, trọng lượng của vật liên hệ với khối lượng của nó như thế nào? Ở gần mặt đất, trọng lượng của vật được tính theo công thức B bằng M nhân G, với M là khối lượng của vật đơn vị là kg. Gò là gia tốc trọng trường, đơn vị là mét trên dây bình phương Trọng lượng của vật thì tỷ lệ với khối lượng của vật Câu hỏi luyện tập 2, trang 15, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9 Trong hình 1.4 là kiện hàng được người công nhân đưa lên cao 1,2m so với mặt đất Chọn mặt đất là mốc thế lăng, tính thế lăng trọng trường của kiện hàng Biết rằng trọng lượng của kiện hàng là 45N thì áp dụng công thức tính thế năng trọng trường của một vật thì ta làm bài tập này như sau. Thế năng trọng trường của kiện hàng VKT bằng P nhân H bằng 45 x 1,2 bằng 54 J. Câu hỏi 4 trang 15 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 khi chuyển động từ vị trí B đến vị trí C vì sao thế năng của bạn nhỏ tăng dần? Thì các em quan sát hình 2.3 là trò chơi xích đu thì sẽ có ba vị trí, vị trí A, vị trí B và vị trí C. Thì em thấy rằng câu hỏi đưa ra là thế năng của bạn nhỏ tăng dần từ B đến C. Mà thế năng thì phụ thuộc vào trọng lượng của vật và độ cao của vật. Thì các em thấy rằng trọng lượng thì cùng bạn nhỏ thì trọng lượng là không thay đổi. Nhưng các em thấy rằng Độ cao tại vị trí B và độ cao tại vị trí C là khác nhau. Cụ thể là độ cao tại vị trí C là lớn hơn tại vị trí B. Từ đó thì các em thấy thế lăng của bạn nhỏ sẽ tăng dần và tại vị trí C là thế lăng lớn nhất. Khi chuyển động từ vị trí B đến vị trí C, thế lăng của bạn nhỏ tăng dần vì độ cao của bạn nhỏ cũng tăng dần. Vị trí C cao hơn vị trí B. Câu hỏi luyện tập 3 trang 16 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Tính cơ năng của bạn nhỏ ở vị trí B như hình 2.3. Trò chơi xích đu. Trong hai trường hợp: a chọn mặt đất làm mốc thế năng, biết rằng động năng của bạn nhỏ tại điểm B bằng 90 và thế năng bằng 150 J. b chọn điểm B làm mốc thế năng. Ta làm bài tập lại như sau. Với ý A, chọn mặt đất là mốc thế lăng, thì ta tính được cơ lăng của bạn nhỏ tại vị trí B. Cơ lăng thì bằng động năng cộng với thế lăng, bằng 90 cộng 150, bằng 240 Joule. Chọn điểm B là mốc thế lăng, thì tại à, điểm B thì thế lăng bằng 0. Vậy cơ lăng của bạn nhỏ tại vị trí B sẽ bằng động năng và bằng 90 Joule. Câu hỏi luyện tập 4 trang 16 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 Phân tích sự chuyển hóa, động năng và thế năng của bạn nhỏ khi chơi cầu trượt ở hình 2.4 Trong trường hợp sau A. Bỏ qua ma sát của mặt cầu trượt và lực cản của không khí B. Lực ma sát giữa bạn nhỏ và cầu trượt có giá trị tăng đáng, đáng kể với ý a khi bạn nhỏ ở trên cao so với mặt đất thì bạn nhỏ đang có thế năng lớn nhất và trong quá trình trượt thì có sự chuyển hóa từ thế năng sang động lăng do độ cao của bạn nhỏ giảm dần và tốc độ trượt tăng dần khi gần chạm mặt đất có nghĩa là khi gần chạm sát mặt đất thì toàn bộ thế năng lại chuyển hóa thành động lăng với ý b thì khi bạn nhỏ ở trên cao so với mặt đất thì bạn nhỏ cũng có thế năng lớn nhất trong quá trình trượt thì có sự chuyển hóa từ thế năng sang động năng do độ cao của bạn nhỏ giảm dần và tốc độ trượt tăng dần. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì có cái lực ma sát giữa bàn nhỏ và cầu trượt có giá trị đáng kể, nên trong khi trượt thì năng lượng của bạn nhỏ bị chuyển hóa một phần thành năng lượng nhiệt làm nóng chỗ cơ thể người tiếp xúc với mặt cầu trượt và tỏa ra môi trường. Do vậy, toàn bộ năng lượng ban đầu là thế năng bị chuyển hóa thành động năng và nhiệt năng ngay trước khi bạn nhỏ chạm đất. Động năng của bạn nhỏ trước khi chạm đất trong trường hợp B nhỏ hơn trường hợp A. Tìm hiểu thêm trang 16 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Vật ở càng cao thì thế lăng của vật càng lớn. Do đó, vật có năng lượng càng lớn. Vì vậy, tốt củi ở trên cao sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn, điều này có đúng hay không? Chúng ta sẽ giải thích phần tìm hiểu thêm như sau. Đốt củi ở trên cao sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn là sai. Vì khi nhiên liệu bị chặn đốt cháy, năng lượng được giải phóng lớn hay nhỏ thì liên quan đến tính chất hóa học của vật liệu, điều kiện phản ứng vân vân. Còn vật ở trên cao là có thế năng là năng lượng ở dưới dạng tích trữ, năng lượng được giải phóng khi vật thực hiện công mà thôi. Vận dụng trang 16 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Trên công trường xây dựng để đóng các cọc bê tông lún sâu xuống lòng đất, người ta dùng búa máy như hình 2.5. Đầu búa có trọng lượng lớn để kéo lên một khối lượng nhất định, sò mặt đất rồi thả rơi xuống đập vào cọc bê tông. Mô tả sự chuyển hóa năng lượng của đầu búa từ lúc thả rơi cho tới ngay trước khi đập vào cọc bỏ qua sự hao phí năng lượng do lực cản của môi trường. Thì ta quan sát hình 2.5 là búa máy đóng cọc. Thì như mô tả thì có sự chuyển hóa như sau. Thì các em thấy rằng khi đầu búa được lên cao, có nghĩa rằng đầu búa này đang có một dạng năng lượng được tích trữ đó là thế năng trọng trường. Khi đầu búa bắt đầu rơi xuống là sẽ có sự chuyển hóa từ thế năng sang động năng. Ta mô tả sự chuyển hóa năng lượng của đào búa từ lúc được thả rơi cho tới ngay trước khi bị đập vào cọc. Tại điểm thả rơi thì đào búa có thế lăng lớn nhất. Trong quá trình rơi thì thế lăng chuyển hóa thành động lăng. Tại vị trí ngay trước khi đập vào cọc vì bỏ qua cái sự hao phí năng lượng do lực cản của môi trường lên toàn bộ thế lăng ban đầu của đào búa chuyển hóa toàn bộ thành động lăng của đào búa trước khi đập vào cọc. Tìm hiểu thêm trang 17 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Ngoài thế năng trọng trường, vật còn có thế năng đàn hồi khi bị biến dạng. Vật biến dạng càng nhiều thì có thế năng đàn hồi càng lớn. Trong trò chơi bạn nhún ở hình 2.6, bạn nhỏ nhấn chân lên mặt bạt biến dạng tích chữ năng lượng dưới dạng thế năng đàn hồi. Mặt bạt đàn hồi trở lại trạng thái cũ, đẩy bạn nhỏ lên cao thế năng đàn hồi chuyển hóa thành động năng của bạn nhỏ và sau đó động năng lại chuyển hóa thành thế năng trọng trường của bạn nhỏ. Trong hình 2.6, A. trường hợp nào bạn nhún có thế năng đàn hồi lớn nhất? B. Trường hợp nào bạn nhỏ có thế năng trọng trường lớn nhất? Ngoài thế năng trọng trường, vật còn có thế năng đàn hồi khi bị biến dạng. Với ý A, là bạn nhún có thế lăng đàn hồi ở hình 2.6B là lớn nhất vì bạn nhún bị biến dạng nhiều nhất. Ý B, bạn nhỏ có thế lăng trọng trường lớn nhất ở hình 2.6C vì bạn nhỏ ở vị cao ở vị trí cao nhất so với mặt bạn nhún. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau giải đáp một số câu hỏi đối với bài 2 cơ năng. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt dách.